Hello các bạn nhé. Ok, cái này thì là cái bộ mà chia đôi nha, chia đôi cổng USB, nhân nhân hai chứ, nhân hai cổng USB và dài 3 mét nha. Đó, một đầu vào USB, nó ra hai hai cổng như vậy nha. Các bạn lắp lên những cái bàn gỗ hay gì đó, hay là những cái vị trí để làm việc ha. Ok, 100k 3 sợi bao ship nha. Đơn khách 2 6 sợi 200k bao ship. Thì sẵn thì mình giới thiệu thêm nha. Đây. Ngoài cái loại này nha các bạn, thì mình cũng còn cái bộ sạc nè ha. Cái bộ sạc cũng là 100k 3 cái nha. Thì hàng mới chưa xài bao bao xài nha. 2A ha, 2A sạc nhanh nha, sạc rất là nhanh đầy. Đó. Bây giờ là sạc 2A hết. Ngoài ra thì bên đây còn có cái tay bấm điều khiển á, một bộ nguồn. Nguồn 29V 4A thì bộ này mình bán là 140k bao ship nha. Đó. Hàng mới bao xài. Ngoài ra thì còn tay bấm. Đây có anh khách hỏi các bạn. Tay bấm này là các bạn bấm á, là buông ra thì nó bấm là chạy nha, buông ra thì nó ngưng. Mà ngoài ra không có chế độ mod thêm gì cả ha. Chỉ vậy thôi. Cái này thì ngoài các bạn điều khiển cái ti nâng hạ, các bạn có thể điều khiển được motor nha. Để tí mình gắn vô một cái giảm tốc á. À, cho các bạn coi là nó chạy như thế nào. À, cái này nha các bạn. À, tí mình làm cái clip nha. Cái này nó cũng rất là hữu dụng nha. Rất là hữu dụng. Các bạn bấm đúng không? Thì motor nó sẽ quay tới ha, à, bấm quay lui. Thì cũng là nhiều ứng dụng nha. À. Cái này mà thêm một cái điều tốc để chỉnh tốc độ motor nữa thì quá hợp lý nha. À, tại vì ví dụ như các bạn có máy tiện máy phay mà cái hành trình nó dài á, à, các bạn cứ chỉnh tốc độ xong các bạn bấm bấm nó chạy tới bấm chạy lui, à, rất là hữu dụng. Cái đó thì cũng cái này thì giá đắt hơn các bạn, cái này 100k hai cái bao ship, cái bấm 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 á các bạn. Còn cái tay bấm này thì cũng là này 100k một cái nha. Thay vì nếu mà các bạn mà nào mà cần hai cái tay bấm kia á, hai cái tay bấm tròn tròn á, nếu các bạn nào mà cần hai tay bấm tròn tròn này nè thì các bạn mua một cái này là nó hợp lý hơn, tại vì nó tích hợp trên đây luôn nha, các bạn không cần phải bấm hai cái nha. À, mình còn số lượng cho nên mình giới thiệu mình bán đây nè các bạn. Thay vì các bạn mua cái tay bấm lên xuống này đi, nhưng mà các bạn cần hai cái tay bấm đi, thì thay vì vậy các bạn mua cái này 100k một cái bao ship nha. Đó, thì bấm là hai cái hai bên. Đó. Cái này thì nó đi kèm một cái nắp ở ngoài nè, khi các bạn ấy xong rồi bạn chụp lại. Đó, rất là đẹp. Đó, chụp lại là xong. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Chụp lại bắt ốc lại đây nha là xong, hình như không cần bắt ốc các bạn, chụp lại nó ngàm lại là xong nha, nó vô ngàm. Ok, giới thiệu một số đồ liên quan tới cái này. Adapter thì cứ 140k một cái bao ship 29V. Và những cái đồ này á, nó liên quan tới mấy cái cây ti này các bạn. Mấy cái này nhá, nâng hạ. Thì khách nào mua trọn bộ thì mình sẽ ráp trọn bộ nha. Đó. Mua trọn bộ, ráp trọn bộ. Nâng hạ 115mm. 1.000 Newton là 100kg nha. Nó nâng hạ 100kg. Hoặc những cây này cũng vậy nha. Cũng giống nhau. Nha. Cũng là 120mm. 115, 120mm. Nâng hạ 100kg nha. Vít me. Cây này mới chưa xài. 350 k một bộ trọn bộ nha, bao ship. Ok, giới thiệu thêm một số đồ này các bạn.